Tiếp tục chuỗi video về nhóm thuốc, hôm nay Y Dược TV chia sẻ đến các bạn nhóm thuốc điều trị rối loạn cương dương và thuốc giúp kéo dài thời gian quan hệ. Một người đàn ông rối loạn cương dương có nghĩa là không thể cương cứng hoặc cương cứng không có duy trì được lâu trong quá trình quan hệ tình dục. Quan hệ giao hợp là quan trọng trong mối quan hệ hôn nhân. Hoạt động tình dục của nam và nữ bao gồm các giai đoạn liên tiếp với nhau. Nó được gọi là chu kỳ đáp ứng tình dục, bao gồm 4 giai đoạn: kích thích, cao trào, cực khoái và thư giãn. Trong giai đoạn kích thích thì căng cơ, nhịp tim và lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục tăng lên. Giai đoạn này ở nam giới gọi là giai đoạn cực khoái. Khi sự phấn khích đạt đến đỉnh điểm, nó được gọi là giai đoạn cao nguyên. Sau đó, sự căng thẳng tình dục giữa hai người nam và nữ tăng lên, được phát ra khi cực khoái thì gây xuất tinh ở nam giới. Thì giai đoạn thư giãn diễn ra ngay sau khi xuất tinh, cơ thể sẽ trở lại trạng thái không bị kích thích như là bình thường. Thì thông thường sự cương cứng ở nam giới xảy ra theo hai cách. Thứ nhất là bằng cách kích thích vật lý dương vật và bộ phận sinh dục thì được gọi là phản xạ cương dương. Thứ hai là do kích thích cảm xúc với suy nghĩ thì được gọi là cương dương tâm lý. Y Dược TV nói sơ qua về cơ chế cương dương một xíu nhé. Khi kích thích dương vật bằng cả hai cách, các sợi thần kinh đối giao cảm trong thở hoang giải phóng acetylcholine từ các đầu dây thần kinh. Acetylcholine liên kết với các thụ thể muscarinic trên các tế bào nội mô, kích thích enzyme tổng hợp nitric oxide synthase. Nitric oxide synthase chuyển arginine thành citrulline và nitrogen 2 oxide. Nitrogen 2 oxide khuếch tán vào các tế bào cơ trơn gần đó và kết hoạt guanylate cyclase giúp chuyển đổi phân tử GTP thành cGMP. Điều này làm giảm nồng độ canxi trong tế bào và làm cho các cơ trơn thở hang giãn ra. Và cũng vì giãn ra thì giúp cho không gian thở hang mở rộng và chứa đầy máu. Khi thở hang phát triển về kích thước và chèn ép các tĩnh mạch, khiến máu khó thoát ra ngoài hơn. Do lượng máu vào thì nhiều nhưng là thoát ra ít hơn, nên dương vật có thể duy trì trạng thái cương dương. Và nếu không cương cứng thì thông thường có 3 mức độ. Thứ nhất là không có khả năng cương cứng và không có duy trì sự cương cứng hoàn toàn. Thứ hai là có thể cương cứng nhưng do tâm lý nên dẫn đến siêu rất là nhanh, thông thường là do stress. Thứ ba là do sinh lý. Sinh lý có nghĩa là lượng máu cung cấp đến dương vật không đủ, thông thường do một số bệnh lý như là xơ phổi động mạch, làm cho các mạch máu bị xơ cứng khiến chúng khó giãn ra hơn. Mà mạch máu không giãn ra được thì đồng nghĩa là máu lưu thông không đến dương vật cũng ít hơn, nên sẽ ít cương cứng hơn. Tổn thương mạch máu do tăng huyết áp gây hao mòn tế bào nội mô và giảm khả năng sản xuất oxit nitric. Ngoài ra còn do bệnh lý đái tháo đường, đột quỵ, do chấn thương vùng lưng hoặc là vùng chậu có thể làm tổn thương trực tiếp các dây thần kinh thì dẫn đến rối loạn chức năng cương dương. Tiếp theo là do rối loạn nội tiết làm giảm nồng độ testosterone. Mà nồng độ testosterone giảm thì sự tổng hợp oxit nitric sẽ thấp. Mà oxit nitric sẽ thấp thì cơ trơn sẽ ít giãn ra hơn, thông thường sẽ rơi vào những người lớn tuổi. Vì càng lớn thì nồng độ testosterone cũng sẽ giảm theo. Điều này là chuyện bình thường thôi. Cuối cùng là do một số thuốc có thể gây ra rối loạn cương dương, bao gồm một số thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm cảm và methadone. Nhưng những cơ chế và thuốc gây ra rối loạn cương dương thì hiện vẫn chưa rõ. Không có một xét nghiệm cụ thể nào để chẩn đoán rối loạn cương dương. Vì vậy, việc chẩn đoán rối loạn cương dương chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm tình dục của bản thân mà xem xét mình có bị rối loạn cương dương hay không. Ví dụ, bản thân chúng ta khó mà cương cứng khi có sự kích thích. Thứ hai là tuy có cương cứng nhưng thời gian quá ngắn, tầm 5 phút trở xuống cũng gọi là rối loạn cương dương rồi. Để điều trị rối loạn cương dương, chủ yếu tập trung vào giải quyết nguyên nhân cơ bản là chính. Nếu dính phải các nguyên nhân mà nãy giờ EGTV có cỡ ra thì các bạn cần phải cải thiện các nguyên nhân đó trước. Thông thường sẽ chia ra làm hai đối tượng: đối tượng dưới 40 tuổi và đối tượng trên 40 tuổi. Đối với những người dưới 40 tuổi thì đa phần là do stress là chính, áp lực công việc, làm việc mệt mỏi, không có thời gian tập luyện thể dục thể thao, hay là dùng các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá. Những điều này làm giảm nồng độ testosterone ở nam giới dưới 40 tuổi. Còn nếu cảm thấy bạn không bị stress, không dùng các chất kích thích, có tập luyện thể dục thể thao, nhưng vẫn bị rối loạn cương dương thì có thể bạn bị một bệnh lý nào đó mà Y Dược TV có nói ở phía trên,
các bạn nên đến chuyên khoa để khám và tìm ra nguyên nhân nhé. Còn đối với những người lớn tuổi thì thông thường nồng độ hormone testosterone giảm hay là cao huyết áp hay là bị tiểu đường, điều này gây ra rối loạn cương dương cũng là chuyện bình thường thôi. Để khắc phục cho tình trạng rối loạn cương dương cho hai nhóm tuổi này thì điều kiên quyết phải có tinh thần thoải mái, không suy nghĩ lo âu, tránh stress. Thứ hai là phải chăm tập luyện thể dục thể thao. Điều này giúp cho nồng độ hormone nam giới phát triển và tiết ra mạnh mẽ hơn. Và chăm luyện tập thể dục thể thao thì cũng tránh đi các nguy cơ bệnh huyết áp, tiểu đường thì cũng góp phần giảm nguy cơ rối loạn cương dương do các bệnh lý đi kèm. Thứ ba là tránh sử dụng các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá. Về vấn đề thuốc thì EZTV chia ra làm hai phần, Đông y và Tây y. Đông y thì có thể sử dụng lâu dài, giúp tăng cường sức khỏe, bổ thận, tráng dương, làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới. Thì trên thị trường có khá là nhiều sản phẩm và đa số những tiệm thuốc nào cũng phải có. Thông thường sẽ có hai hoạt chất chính mà các bạn cần phải quan tâm, đó là arginine và keo dâm dương hấp. Có các bậc dược thần thánh như là ngựa Thái. Quán đường ngựa Thái hàng giả hàng kém chất lượng rất là nhiều, nên các bạn cũng có thể lựa chọn những địa điểm uy tín mà mua nha. Còn Tây y, thông thường có một số hoạt chất như là sildenafil 50mg, 100mg, tadalafil 10mg, 20mg, vadenafil 5mg, 10mg và 20mg. Thì những loại thuốc này nó giải phóng nitrogen 2 oxit ở thở hang, giúp cho cơ trơn thở hang giãn ra và cương cứng. Và các bạn lưu ý một điều là các thuốc rối loạn cương dương cả Đông y và Tây y nó chỉ nhằm một mục đích là giúp cương cứng chứ không có mục đích là giúp quan hệ lâu xuất tinh trùng. Nhiều người bán hàng bất chấp mọi điều mà quảng cáo sai sự thật, đó là uống vào có thể lâm trận cả tiếng đồng hồ. Không hề có nha, thuốc chỉ giúp các bạn cương cứng mà thôi. Tuy nó có thể xuất tinh như là bình thường hàng ngày, nhưng độ cứng vẫn còn cho dù là đã xuất tinh rồi, nên các bạn có thể tiếp tục trận mới mà không cần thời gian nghỉ ngơi. Còn về lưu dung thì sẽ tùy theo độ tuổi, tùy theo mức độ rối loạn cương dương. EZTV sẽ có các video về cách sử dụng thuốc cho từng thuốc nha. Ngoài sử dụng thuốc ra thì đôi khi có thể dùng các thiết bị cương cứng chân không, nhiều bạn hay gọi là set toy nam. Các thiết bị này tạo áp lực xung quanh dương vật, có thể giúp hút máu để đạt cương cứng hơn. Nếu sử dụng hết các cách trên mà vẫn không thể cải thiện thì bác sĩ có thể phẫu thuật cai ghép bộ phận giả có thể nhúng được vào dương vật. Tuy chúng không gây cương cứng nhưng có thể giúp giữ cho dương vật có độ cương ổn định hơn. Còn để giúp cho quá trình quan hệ lâu ra thì có thể sử dụng các dạng bao cao su có thêm thành phần là thuốc tê như benzocaine hoặc là dạng xịt tê benzocaine. Nhà thuốc y và TV thường bán các sản phẩm như là xin xú, playboy hay là vimax. Và lưu ý rằng khi dùng thuốc tê này còn phải sử dụng thêm bao cao su, vì nếu bôi trên dương vật mà quan hệ không dùng bao thì nữ giới cũng sẽ mất đi sự hưng phấn vì không còn cảm giác nữa. Khi dùng thuốc tê này thì bản thân nam giới cũng không còn cảm giác gì gọi là sung sướng. Ok, video hôm nay mình nói đến đây thôi. Các bạn có câu hỏi gì về rối loạn cương dương hay cần sự tư vấn gì thì cứ để lại bình luận dưới video này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để Y Dược TV ra video thì các bạn là người nhận được thông báo nhanh và sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn.